Và số Phật tử nó hỏi như thế này. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con xin Thầy hoan hỷ cho con một số điều như sau. Rất nhiều câu hỏi. Một, hiện nay nhà con đã có ban thờ Phật rồi ạ. Và được một Thầy tu tại gia bên Mật Tông Bốc Bát Hương. Và Thầy có bảo con có người âm theo ạ. Và cho con chín chữ của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề om chule 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 Sabha tức là án triết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha đó. hai con có thờ ảnh của đức phật mẫu chuẩn đề ở chính giữa bên trái con có thờ ảnh quán thế bồ tát bên phải chưa có ảnh nhạ thì bên phải có thể đưa ảnh thế chí vào đó được mà hoặc là ảnh bồ tát địa tạng cũng được mà hàng ngày sáng dậy con đọc chiến chữ của Đức Phật Mẫu chuẩn đề 108 lần ạ. Con mới biết đến Phật Pháp 6 năm nay và con cũng đã tự đọc Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư, Kinh Phổ Môn rồi ạ. Nhưng từ hôm con được biết đến Pháp hội của Đạo Tràng Tịnh Tông ở Việt Nam, Chùa Khai Nguyên, mình lớn như vậy, con thấy hoan hỷ tin vào Phật Pháp nhiều lắm thầy ạ. Con đã tự in bộ kinh địa tạng Bồ Tát Bản Nguyện mới về để đọc. Tự in bộ kinh địa tự in bộ sách kinh địa tạng bàn nguyện của bồ tát về để đọc nhưng tự in cái này thì phải xem lại xem tự in nó có đúng hay không hay là tự mình mà viết ra nhặt nhạnh mỗi thứ mỗi quyển này một tí một tí quyển kia mà chưa có trình độ mà làm ra thì nhầm thì chết và in ảnh của ngài địa tạng bồ tát về để lên bên phải ban thờ phật nhà con ạ à. À, từ hôm đó con xin phát nguyện đọc kinh hôm nào cũng đọc kinh À, hôm nào cũng uh, được đọc uh, kinh con xin uh, niệm danh hiệu à hôm nào không đọc được kinh thì à, con xin uh, niệm danh hiệu của ngài ba nghìn biến ạ à. à, cũng được thôi cũng tốt thôi à trước ba ý thứ ba là trước đây con đã ăn chay được một thời gian rồi nhưng con lại bỏ từ hôm nghe được thầy giảng kinh địa tạng con đã phát nguyện ăn chay luôn nhưng trong gia đình con vẫn có chồng con con vẫn ăn mặn và con vẫn phải làm những món ăn mặn đó ạ à. xin thầy cho con biết việc làm trên của con nên như thế nào lập bát hương của con thế đã được không ạ à? và giờ con xăm hối Phật mẫu chuẩn đề con không đọc chú chuẩn đề nữa và con chuyển đọc kinh địa tạng bổn nguyện và niệm danh hiệu Bồ Tát địa tạng có được không ạ à? à, con được quy tam bảo rồi con lại muốn xin được thầy quy y cho nữa được không cái này thì không cần phải quy y lại nữa quy một lần là được rồi có các sư hướng dẫn cho quy y đúng pháp là được rồi không cần phải thầy quy lại nữa đó. còn ở đây thì phật tử nó hỏi rằng hỏi là trước nhờ ông một ông thầy tu tại gia bốc bát hương thờ phật cho thì nay như vậy đã được chưa thầy nên khuyên là thôi ông thầy tu tại gia đó thầy cũng chẳng biết là tu như thế nào đúng chính pháp hay leo tà pháp Tốt nhất là cứ thôi đến chùa nhờ các thầy xuất ra Các thầy bốc lại cho Xong rồi các thầy yểm tâm bốc lại cho Xong rồi nếu các thầy đến lễ được cho là tốt Mà không đến lễ được thì tự mình Mang về mình đặt lên mình Chỉ ba biến đại bi thập chú bát nhã để Niệm Phật hoặc niệm án mình để bát minh hồng Xong rồi hồi hướng tam tự quy Lấy cái cốc nước để vẩy lên trên ban thờ Để gọi là khai quang sái tịnh đó cũng được Lúc đó thì do cái công năng chỉ đại bi thần chú đó Là rất là lớn cho nên á mình tự làm cái điều đó cũng có thể được nhưng mà nếu mà đủ duyên thì thỉnh các thầy về làm cho lại làm lại cho là cái tốt không thì mình đến chùa nhờ các thầy bốc cho mình về mình làm lấy cũng được thế còn hơn là gì ông thầy tại gia kia mình chẳng biết họ thế nào tu đúng chính pháp hay không hay là cũng lợi dụng Phật pháp để đi kiếm tiền vân vân cho nên cái này thì Phật tử cũng nên gì cũng nên xem xét lại cái việc thờ phụng của mình cho nó tố hảo hơn Việc hỏi rằng á, Phật tử này từ khi lên Pháp hội để Về thì phát nguyện ăn chay trở lại Nhưng mà vẫn phải làm Thịt cá cho chồng con ăn Như vậy thì có được không Thì thôi cái này cũng tùy duyên đi Vì ở trong thế gian là nó phải gì? Cái mối hài hòa à, Tổng thể trong một gia đình hay xã hội Chúng ta cũng phải Làm thế nào đó để cho nó tốt Không có tu Phật mà, gì mà để chồng con không hoan hỉ Thì chúng ta thì Làm cho gia đình chúng ta rối tung rối rối bét hết lên đó, thì tu phật như thế là cũng phải xem xét lại à, khiến cho người thân không an nghỉ thì, thì không được nhưng ở đây nếu phật tử nói là vẫn còn phải làm mặn để cho chồng và con ăn thì có thể mình tránh cái việc trực tiếp sát sinh mình ra chợ mình mua tam tịnh nhục tức là gì thịt cá nó gì thịt thì nó làm sẵn rồi cá thì nó gì nó có làm sẵn hoặc nó chết sẵn rồi mình mua về mình họ không mình không mua thì họ cũng gì bán cho người khác hoặc là họ đem đi đổ đi thôi cho nên mình có thể mua cái gì cái sẵn đó mình về mình chịu khó à, làm cho là chỗ tay nghề à, dở tay nghề cao cao ra một chút gì nấu cho nó thơm phức nó ngon lên chồng con ăn vẫn gì vẫn khen ngon là được à, thì trước đây có thể về phải ăn đồ sống đồ tươi chồng mới khen ngon nhưng nay mình mình mua đồ sẵn làm sẵn chết sẵn rồi nhưng mà mình vẫn thì nhưng tất nhiên mua đồ chết nó vẫn còn chưa trương chưa thối thì mua đồ nó trương nó thối với chồng này bà thì mày lại đi tu mày lại thế này thế nọ mày lại tiếc tiền uh, chồng tiến tiếc tiền con cho nên mày bớt tiền này mày mày đi đem cho ông sư ở thế này thì khác thì lại không tốt à, cho nên cái này nó rất tế nhị trong cuộc sống à, mua nhưng mà nó thì nó làm sẵn nhưng mà nó đừng có có thối đừng có gì có thiêu rồi ấy Đó, thì về mình chỉ cần chỗ tay nghề bỏ một chút cái 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 thời gian ra một chút mình làm cho nó ngon ngon chút chồng con ăn ngon khen ngon là được à, thôi thì vì cái việc gia đình nó còn đang như thế chúng ta chưa thể nào mà giữ gìn một cách trọn vẹn được ở thế gian nữa thế mà cho nên các cụ ngày xưa mới nói gì thứ nhất là tu tại gia tức là khó nhất là tu tại gia thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa khó là khó ở chỗ đó mình muốn tu nhưng mà người thân mình có để yên cho mình tu không rất khó mình muốn ăn chay mọi người có để yên cho mình ăn chay không rất khó thậm chí người ta thì người ta có thể để cho mình ăn chay rồi nhưng mà gì như đấy như trường hợp phật tử này chẳng hạn là vợ mà chồng con chưa ăn chay được mà bắt chồng con ăn chay làm sao được không hoan hỉ mà tan nát hạnh phúc gia đình ngay học phật như thế là sai sai đường rồi mục đích xuất hiện của đức phật ở trên đời là đem lại hạnh phúc cho chúng sinh chư thiên và loài người chứ không phải là mục đích xuất hiện của đức phật ở trên đời đem lại sự tan vỡ hạnh phúc cho chúng sinh khổ đau cho chư thiên và loài người chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó cho nên ở đây thì chúng ta làm cho gia đình chúng ta được đầm ấm được hạnh phúc khi chúng ta học phật và tu phật thì đó chính là người học Phật chân chính. Cho dù chúng ta có còn phạm một chút cái lỗi nhỏ nữa, nhưng mà chúng ta dần dần chúng ta giáo hóa cho chồng cho con cũng hiểu Phật pháp và cũng tu Phật. Và khi chồng con hiểu và tu đến một mức độ nhất định thì chồng con sẽ bảo ờ ừ, thôi mình ạ à, thì thôi thì mình ăn chay thì thì tôi cũng ăn tớ cũng ăn chay. Cậu ăn chay được tớ cũng ăn chay được và con nó bảo thì, thì mẹ ăn chay bố ăn chay thì con cũng ăn chay. Thế là cả nhà ăn chay được thì con vô tư đi. Phật tử của thầy có rất nhiều người cả nhà ăn chay rồi cả gia đình ăn chay ba bốn năm người ăn chay hết cả nhà luôn à, lúc đầu là có mình bà vợ ăn chay thôi về thậm chí là chồng thì phỉ báng và nói là nói thế này nó thậm chí còn cấm đoán chửi tìm nhiều cách để để phá vợ cũng cho vợ ăn chay nhưng bây giờ thì gì chồng cũng ăn chay luôn lên dự pháp hội trung phong và pháp hội quan âm và hoặc pháp hội địa tạng thấy cái gì sự nhiều phật tử đến tham dự già trẻ gái trai tri thức có nông dân có quan chức nhà nước có vân vân đó nhưng mà thì họ đều cũng rất hoan hỉ theo nhất tâm để nghe pháp tụng kinh niệm phật và về cũng ăn chay cho nên phát khởi tín tâm về gì cũng ăn chay theo vợ luôn thậm chí còn khuyên cả con cái ăn chay luôn và con cái cũng ăn chay đấy cả nhà ăn chay bốn năm người thì cùng ăn chay trong một gia đình cha có cái vui là vui hơn điều đó và thậm chí thì không chỉ ăn chay mà còn thì cả nhà tụng kinh địa tạng luôn đấy, giống như một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ tại gia đình ấy. Làm được như vậy thì chẳng có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc ấy nữa cả ừ. Giống như nhà cư sĩ của Bàng Long Quẩn ngày xưa Chồng tu Phật Vợ tu Phật Con trai tu Phật Con gái tu Phật Và đến cuối đời là gì Chồng được tự do giải thoát Vợ được tự do giải thoát Con trai được tự do giải thoát Và con gái cũng được gì tự do giải thoát Cả nhà đều cùng giải thoát Câu chuyện kể rằng Cư sĩ Bàng Long Quẩn bên Trung Quốc Nhà rất là giàu có khi mà học Phật ngộ đạo một cái thì đem dạy cho vợ cho con đều đều được học Phật cả vợ và con đều ngộ đạo cho nên ấy, khi cả nhà ngộ đạo rồi cư sĩ bằng Long Quẩn mới đem tất cả của cải đi đem vứt ra ngoài sông hết trôi sông một nửa đem bố thí còn một nửa đem trôi sông vì sao mà trôi sông ngài bảo là trôi sông thì nếu mà cho chúng sinh hết nó khởi lòng tham mình đã vứt cái lòng tham đi rồi lại cho cái lòng tham đó chúng sinh nó lại nổi lòng tham cho nên chỉ cho chúng sinh vừa phải thôi không đem cho hết cái gia tài về nhà rất giàu Chứ đem em đổ quách nó ra sông à, thế bắt đầu là gì làm cái nghề đi đan giỏ tre để sinh sống hàng ngày đi đan cái 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 rổ cái, cái giá cái, cái cái cái, giỏ bằng tre ra chợ bán hàng ngày chỉ đủ ăn thôi và cả nhà cùng tu đấy chuyện nói danh sách nói rằng một hôm thằng con trai đang đang đi cày tức là con trai của ông đang cày ruộng á thế nó mới nói với bố mẹ nó rằng bố mẹ ơi hôm nay có khi để con đi đây thế nó hỏi đi đâu nó bảo là, là chỗ nào mà không có chỗ đến thì con đến chỗ nào không có chỗ đi thì con đi cái chỗ đấy là chỗ nào trong kinh Phật chỗ đó chính là gì là đại nết bàn chỉ cho gì là cảnh giới tịch tịnh của các vị thánh đã tu chứng muốn đi thì đi không có một một chút là vướng mắc không có một chút là sợ sệt À, ở trong tâm đó, nhập vào cảnh giới đại nết bàn thì muốn đi thì đi cho nên á thì ông bố mới bảo rằng á thì thôi thì con rồi cảm thấy con ở cuộc sống này con không muốn ở nữa thì con muốn đi thì đi nghe bố mẹ nói như vậy thì tao đứa con trai gì đăng cày đứng chắp tay a di đà phật và gì đi luôn bà mẹ thấy như vậy thì liền thì nói gì ông ơi tôi gì để con trai nó đi một mình như vậy tôi không nỡ rồi tôi thì thôi muốn đi theo nó ở nhà hai bố con ông ở với nhau nhá tức là còn ông cư sĩ bảng nó ngoằn của cô có đứa con gái nữa và thôi hai bố con ở với nhau tôi đi rồi mình con trai nó đi tôi không nỡ thì tôi cũng đi đi thế ông chồng bảo là gì ớt ờ thì thôi thì bà muốn đi thì bà đi thế nghe nói như vậy ông chồng nói như vậy bà vợ thì cũng chắp tay a di đà phật và gì Và cũng đi thế là hai mẹ con đi đứng mà đi đứng trên ruộng mà đi để. đối với cái người đắc đạo sinh tử tự do tự tại như vậy. đấy là nói về hai mẹ con. Một thời gian sau, một hôm thì ông bố đi chào hết họ hàng làng nước, bạn bè mọi người và dặn con cái là thôi vào ngày ấy ngày ấy rồi rồi thôi thì bố cũng có việc phải gì phải đi xa. Nhưng mà mọi người bạn bè thì cứ nghĩ là ông muốn đi đâu ấy, đi chơi họ hàng ấy đi ở đâu ra ngoài huyện ngoài tỉnh gì đó, cho nên cứ nghĩ là ông chào để đi đi chơi. Nhưng mà con gái thì biết rồi gì đến bố là gì là đi xa tức là đi gì? nhập niết bàn đó à, vì người tu đắc đạo thì người ta biết mà thế thì vào đúng cái ngày hẹn đó bố bảo thì bảo là vào đúng giờ ngọ thì bố đi thế bắt đầu vào đúng vào chuẩn bị vào gần gần đến giữa giờ ngọ thì à, bố ra lễ phật và ra nhìn trời nhìn đất và rồi vào lễ phật và ngồi trên bộ đoàn chuẩn bị đi đó, thì con bảo gọi con gái vào linh chiếu tức là cô con gái có tên là linh chiếu bảo lên chiếu ơi Linh chiếu ở ngoài là ra bố cho gọi con là bảo thế là bảo vào đây bố bảo thế là bắt đầu thì cô con gái như từ ngoài chạy vào thế bắt đầu thì bố bảo rằng á con ra xem mặt trời xem đã đứng bóng chưa tức là đã khoảng đến khoảng 12 giờ trưa đó tức đến giờ ngọ chưa thì bố sẽ đi ý là như thế và đến giờ ngọ bố sẽ đi ra xem ra mặt trời đã đứng bóng thì gần đứng bóng chưa Thế con gái thì Linh Chiếu chạy ra ngoài một tí thì bắt đầu là chạy vào bố ơi bố. Hôm nay á, mặt trời có cái gì lạ lắm. Khác thường, con không biết là tại sao hôm nay mặt trời nó có gì lạ lắm bố ra mà xem. Thế ông bố thì liền xả thiền đi ra là thì, bảo đâu? Con gái bảo ra ngoài kia bố ra mà xem lạ lắm. Thế là bắt đầu thì ông bố là cư sĩ Bảng Long Uẩn đi ra. Ra tới nơi thì thấy bắt đầu thấy ơ. Cái con bé này, Mặt trời vẫn như mọi khi mà làm gì có cái chuyện lạ. Có cái gì đâu nó vẫn thế mà có gì lạ đâu. Thế vừa ca cầm vừa đi vào như thế. Vào tới thì gì? Thấy con gái ngồi trên cái bộ đoàn của mình ngồi lúc nãy và... Thị tịch nhập điết bàn rồi. Ở ngoài đời thì họ cho chết như vậy là gì? Là cùng khiếp lắm. Mấy năm trước thì cả hai mẹ con cùng gì cùng đứng mà chết ở trên gì? Trên cánh đồng. Nay thì bố bảo chết nhưng mà gì? Lại chưa chết rồi con lại ngồi trên bộ đoàn cái bộ đoàn đấy cái bộ đoàn hay ngồi thiền cái xưa ngồi trên bộ đoàn mà chết cho nên ông bố mới mới thì thấy vào thế con chết như vậy đâu nhưng mà những người khác ngoài đời thì khóc lóc rồi lung lay rồi vân vân đủ cái nhưng ông bố chúng ta biết làm nào nói là ôi ôi rồi không ngờ là con gái của bố gì lại lanh lợi như thế là khen cơ là khen con gái của bố lại lanh lợi như thế tức là gì lại nhanh nhẹn như thế và gì khéo léo như thế lừa được cả bố ra để gì để đi trước cả bố nữa nhập niết bàn trước cả bố nữa và cuối cùng là ông bố phải nán lại để lo tang ra cho con, cho con gái linh chiếu của mình. Ấy. Một thời gian sau một cái thì ông cũng thì một lần nữa dặn dò với mọi người là gì thôi lần này là tôi cũng đi đây thì tôi cũng chẳng ở lại nữa thế là gì ông cũng gì cũng tự do tự tại ra đi đó là câu chuyện cả nhà học Phật cả nhà ngộ đạo và cả nhà cùng gì cùng ăn chay cả nhà cùng vãng sinh cùng nhập niết bàn một cách tự do tự tại vậy đây là câu chuyện gì có thật ở trong phật môn ở thời xưa bên trung quốc còn thời nay thì đạo tràng của của thầy cũng có rất nhiều thì phật tử ăn chay trường cả gia đình nhưng mà để cho các phật tử được tự do tự tại vãng sinh hoặc là nhập niết bàn kiểu như thế thì chắc là chưa có ai đâu chắc là chưa có ai Tôi mong rằng các phật tử sau này tu tập tốt mà có thể làm được cái điều đó. À, một ý nữa Phật tử này hỏi là về phần mộ các cụ con xin hỏi gia đình nhà chồng con hiện nay đang bị thất lạc mất ba ngôi mộ của ba cụ bà chồng con gọi à, gọi à, ba cụ gọi bằng cụ ạ à, vì không có con nên à, cụ lấy ba vợ dạ, à, cụ ngày xưa lấy ba vợ, <laughs> mất mộ. À, xin thầy cho con biết gia đình chờ nhà chồng con để mất ba ngôi mộ của ba cụ có ảnh hưởng gì không ạ? À? tất nhiên là mất mộ mất mả là cũng không tốt lắm nhưng mà cái điều kiện chắc cái thời xưa thời chiến tranh loạn lạc cho nên thì cũng phải chịu chấp nhận thôi, có ai muốn đâu. À, gia đình nhà đẻ của con có bác bố con, chú con hy sinh trong thời kỳ chống pháp và chống mỹ Bố con và chú con gia đình đi xem nhà ngoại cảm đã mang được hải cốt về quê rồi ạ. Nhưng còn bác con cũng tìm được mộ ở Sơn Tây rồi ạ. Nhưng đi xem bác con bảo không về. À, xin thầy cho con biết về các vong linh liệt sĩ có phải mang hải cốt về quê không ạ? Phật tử Diệu Tâm Thị Trấn Trúc Sơn, Trưng Mỹ Hà Nội. À, thì cái này thì theo thầy thì cũng tùy duyên đi với cái ý các cụ đây cũng giống như ở bây giờ có những chúng ta thì có thể gì hoặc là giống như các cụ ngày xưa nói là trần sao thì âm vậy bây giờ chúng ta có thể là gì có các cụ chúng ta ở quê sống ở quê nó gì nó thanh bình nó quen rồi bây giờ con cái đi ra học xong đi ra thành phố làm việc thậm chí có là nhà lầu xe hơi muốn đoán ông bà hoặc đoán bố mẹ ra thì ra để hưởng cái cái phúc à, nhà lầu xe hơi nhà cao cửa rộng gì với con với cháu nhưng mà các cụ nói không tao không tao, không, tao không muốn ra đấy ở gì nó ầm ầm lắm mở cửa ra một cái lời nghe tiếng xe tiếng cộ đóng cửa lại ngủ vẫn cái gì vẫn nghe tiếng xe tiếng cộ mà đi ra vào đi đóng vào khép rồi tao thế là bí bất lắm tao ở nhà gì nó sảng khoái hơn không có nhà cao cửa rộng nhưng mà đổi lại là gì có bầu không khí trong lành Ai muốn đi chơi buồn buồn muốn đi chơi một cái gì Có ông hàng xóm hay có bà hàng xóm là gì Đến ngồi chơi với tao thì cả buổi rồi Cho nên là tao không muốn ra Đấy, Trường hợp như thế Thì ở dưới quay âm cũng có vậy Cũng có trường hợp như vậy Người có khi người ta ở Ở đây nào người ta lâu rồi người ta yên rồi người ta không muốn đi Và bây giờ mình cứ ép để chuyển nó đi có thể có vấn đề Lại có vấn đề Chi bằng thôi nếu mà các cụ mà không muốn về như thế Tức là muốn ở yên rồi thì thôi Cứ ngày lễ ngày Tết thì chúng ta chịu khó đi xa một chút lên thắp hương cho các cụ từ Trương Mỹ lên sân Tây thì nó cũng không phải là xa lắm. Đi bây giờ đi đường từ Trương Mỹ lên đi đường à, Cuba lên thì nó mất khoảng 30 phút hoặc 40 phút, 45 phút thôi, không phải là nhiều. Thôi mình cũng tùy duyên để cho các cụ là gì hoan hỉ thì cũng không nên là à, cố chấp mà cứ bắt buộc là phải đưa về nghĩa trang liệt sĩ của địa phương hoặc là đưa về nghĩa trang quy tụ nghĩa trang liệt sĩ của dòng họ của gia đình thì mới tốt không cứ như thế mà điều quan trọng nhất chúng ta gì ngày dỗ ngày tết mùng một ngày rằm chúng ta nhớ thắp hương thắp khói thanh bông hoa quả à, lễ nghĩa nước cúng cho nó đàng hoàng ở trên ban thờ ban thờ lúc nào cũng à, sạch sẽ thanh tịnh để cho các kỳ các cụ hoan hỷ cũng là thờ thể hiện được cái tấm lòng hiếu thảo của người con người cháu đối với các cụ tổ tiên của mình vậy còn cái việc tìm mộ hay không tìm mộ thì được hay không được thì theo thầy thì cũng không nặng nề lắm quan trọng nhất là bây giờ phật tử hiểu phật rồi học phật hiểu phật rồi thì nhất tâm tùng kinh địa tạng mà cầu siêu cho các cụ nguyện cầu tam bảo hoàng ân tam bảo gia trì đức phật a di đà quan âm thế chí văn thù phổ hiền an an ca diếp vân vân địa tạng vương bồ tát đồng gì đồng phóng đại quang minh để tiếp dẫn giải thuyết pháp giáo hóa độ cho gì hương linh của các cụ sớm được nghe phật pháp sớm được giác ngộ phật pháp và sớm tu theo phật pháp và sớm được sinh về cõi lành trời người hoặc sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hoặc cõi tịnh độ mười phương khắp trên mười phương thế giới để sớm vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ sớm chứng đắc quả vị niết bàn mau chóng thành Phật để phổ độ chúng sinh đều được thoát khổ như gì như chư Phật Bồ Tát thì đó mới là cái người con người cháu hiếu thảo thật sự mới là người học Phật hiểu Phật thật sự thu Phật thật sự chứ còn vẫn còn mong cho cha mẹ ông bà được mổ yên mà đẹp trụ mãi mãi ở dưới đấy để bênh hộ độ chỉ cho con cho cháu làm ăn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn vân vân đó thì thì làm ăn gặp nhiều may mắn mạnh khỏe có phúc có lộc có thọ vân vân đó ta thì mong như vậy mà để cho các cụ ở dưới quái âm mãi như vậy á thì cũng khổ như vậy là có khi theo Phật pháp thì lại đứa con lại không có hiếu ở thế gian thì cho như vậy là con thì có hiếu nhưng mà đối Phật pháp thì đó là đứa con gì bất hiếu đấy vì đối với phật pháp người con có hiếu là gì phải làm sao đức phật dạy là trong kinh địa tạng và trong các kinh điển đại thừa đó phải làm sao để khiến cho cha mẹ gì? biết phật pháp học phật pháp và tu theo phật pháp và sớm được giải thoát trong, gì? trong giáo lý của đức phật thì đó mới là người con hiếu thảo những đứa con hiếu thảo à, cho nên đừng các phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng và đừng có mong rằng á, các cụ chúng ta xây cái mồ thật mộ thật to thật đẹp thật đắt tiền để cho cha mẹ ông bà người thân của chúng ta ở dưới quái âm để hưởng thụ. Và bênh hộ độ trì cho chúng ta như vậy. Vô hình chung chúng ta gì? Chính là những đứa con bất hiếu theo quan điểm của nhà Phật. Và làm một Phật tử chúng ta gì? Không được nghĩ và làm như thế. Làm nghĩ và làm như thế thì trái với lời Phật dạy. Không phải là đệ tử của Phật. Chính là những đứa con bất hiếu trong Phật môn đấy. Đó. Cho nên đấy, các Phật tử chúng ta cũng cần phải học. Và cần phải ghi nhớ và thực hành theo lời phật dạy đó là luôn luôn đem công đức tụng kinh niệm phật bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc được để hồi hướng cho cha mẹ ông bà kiểu hiền tất tổ vợ chồng con cái không chỉ một đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp ai chơi được siêu thoát thì sớm được siêu thoát về cảnh giới an lạc quái trời quái người được hưởng phúc báo hưởng thọ mạnh có trí tuệ và đặc biệt là gặp phật pháp ở đời sau và tu hành sớm được giải thoát giác ngộ mà đủ duyên đủ phúc đó, thì được sớm được sinh về quái tây phương cực lạc hoặc quái tình độ của mười phương chư Phật. Ai mà được gì, được sinh quái trời quái người rồi thì vân vân thì sẽ được gì, được hưởng thêm phúc báo thọ mạng và trí tuệ và sớm gặp Phật pháp, sớm phát khởi tín tâm cùng tu tập trong chính pháp của Đức Phật và sớm được giải thoát giác ngộ như chư Phật và chư Bồ Tát, rồi quay lại phổ độ chúng sinh, cứu giúp những gì những người thân trong gia đình và những người thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp cũng sớm được giải thoát giác ngộ như các vị đó thì đó mới là những người học Phật chân chính, những người hiểu Phật và những người tu Phật thật sự. <laughs>